có những món ăn ngon được phát minh ra qua hàng ngàn những lần thử nghiệm gắt gao, song cũng có những món ăn ra đời theo cách hết sức oái oăm như một tai nạn. Đôi khi bạn cần phải không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để phát minh ra những sản phẩm độc đáo. Tuy nhiên cũng có những khi thành công lại đến bất chợt theo cách chẳng hề ngờ tới nhất. Điều này đúng với những món ăn tưởng chừng như tai nạn ẩm thực sau đây. Bánh dung nham. Món bánh sô-cô-la lava cake hay còn gọi là bánh dung nham do đặc điểm tan chảy mỗi khi cắt bánh. Phần nhân bánh trào ra như dung nham quyện cùng vỏ bánh đập vị sô-cô-la đã khiến nhiều người yêu thích không thôi. Tuy nhiên hiếm ai biết được rằng món bánh này thực ra là một thất bại. Nhiều người kể lại rằng có ai đó đã lấy bánh ra trước khi chín tới nên phần nhân bên trong hãy còn lỏng. Và vì không còn thời gian để chữa cháy, một bếp trưởng đã nhanh trí gọi món này là bánh sô-cô-la lava, thành công, đánh lừa các vị khách. Đây là câu chuyện mà mọi người truyền miệng nhau về sự ra đời của loại bánh này. Không biết đúng hay sai nhưng món bánh này vẫn là một trong những món bánh hấp dẫn được nhiều người săn đón. Đậu hũ đối với người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đậu hũ với dạng rắn, non mềm, vị ngọt thanh là một trong những thành phần món ăn nổi tiếng nhất. Không chỉ được dùng trong các món chay và điểm sơ qua cũng có nhiều món ăn với đậu hũ ngon miệng như bún đậu mắm tôm, bún riêu, thịt kho đậu hũ. Được biết, quá trình tạo thành món đậu hũ này cũng là một tai nạn. Dù có nhiều lý thuyết xung quanh sự ra đời của đậu hũ, nhưng nổi tiếng nhất là câu chuyện của một người Trung Quốc bán sữa đậu nành. Một ngày nọ, người này lỡ đánh rơi muối biển chứa tạp chất vào trong hỗn hợp sữa, khiến phần sữa này bị vón cục và đông lại, tạo thành tiền thân của đậu hũ ngày nay. Sữa chua. Có người nói, nếu để sữa tươi không bảo quản ở nơi có khí hậu ấm trong thời gian dài thì bạn đang làm hỏng sữa. Tuy nhiên đây cũng là cách mà sữa chua được phát minh. Vào khoảng 8,000 năm trước ở vùng Trung Á, nhiều người chăn thú di canh di cư đã đựng sữa trong các loại túi làm bằng bao tử động vật để có thể mang đi xa. Những enzyme trong các chiếc túi đó đã khiến cho sữa bị lên men, khiến nó có vị chua. Những người chăn thú ngày xưa này sau khi uống thử đã nghĩ rằng, chà, vị của món này không tệ lắm, nên cứ thế mà tiếp tục đựng sữa trong túi bao tử động vật. Đấy là cách mà món sữa chua yêu thích của mọi nhà được hình thành đấy. Kem que. Có nhiều giả thiết ra đời cho kem que nhưng nổi nhất phải kể đến câu chuyện về một cậu bé 11 tuổi tên Frank Epperson, người Mỹ. Cậu bé này yêu thích các loại nước soda và gần như luôn có một ly soda trong tầm tay, ngay cả vào mùa đông. Những chiếc kem que đầu tiên của nước Mỹ đã ra đời khi cậu bé để quên chiếc que khuấy soda trong ly đựng soda ở ngoài bậc thềm cửa nhà giữa trời đông lạnh giá. Sáng hôm sau khi quay lại, cậu đã thấy ly soda bị đông lại và có thể được cầm lên bởi chiếc que khuấy. Vậy là một trong những món kem que được trẻ em yêu thích nhất đã ra đời như thế.